Hi, xin chào tất cả các anh em, lại là mình đây. Và theo mình thấy, sau sự thành công của các dòng laptop gaming thì Dell lại nhanh chóng cho ra đời một chiếc laptop gaming, đó là 7566, sử dụng màn hình 4K, được trang bị bộ vi xử lý Core i7. Đây là một chiếc laptop gaming cao cấp với những đặc điểm nổi bật hơn so với tất cả các dòng laptop trước đây. Vậy cụ thể chiếc máy như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau đánh giá và tìm hiểu nhé. Khi nhìn vào chiếc máy thì ta có thể thấy chiếc máy rất là cứng cáp và khỏe khoắn. Máy nặng khoảng 2,5kg và dày 25,44mm. Khi nhìn ngang thì chúng ta có thể thấy máy giống như một chiếc hình bình hành. Cạnh trái và cạnh phải của máy thì được bo tròn tạo cảm giác mềm mại. Về cạnh trước của máy thì có thiết kế hai khe tản nhiệt như thế này đây, giúp cho máy giống như một con tàu vũ trụ. Với màu đen và viền đỏ bao quanh máy thì tạo cho người dùng cảm giác ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên thì khi sử dụng nhiều máy, ta có thể thấy rõ những vết vân tay của ta được in lại trên máy. Điều này là hoàn toàn xảy ra khi mà chất liệu của máy được làm bằng nhựa và được phủ một lớp nhung. Khi cầm chiếc máy trên tay thì mình cảm giác rất là ngầu, bởi vì nhờ vào thiết kế của máy và cũng như là chiếc logo Dell màu đỏ. Thanh bản lề của máy thì có một thôi nhưng lại được thiết kế ở giữa. Điều này làm cho màn hình của chúng ta sẽ cứng cáp hơn so với những chiếc máy dùng hai thanh bản lề. Hệ thống đèn LED màu đỏ ở bàn phím tạo ấn tượng cho người dùng, khi đặc biệt là khi chúng ta có thể sử dụng vào buổi tối. Dell đã rất thấu hiểu tâm lý của người dùng khi trang bị hệ thống này, giúp cho chúng ta có thể sử dụng bàn phím ở tất cả các môi trường ánh sáng. Đặc biệt thì bàn phím màu đỏ lại sẽ giúp cho chiếc máy ngầu hơn. Còn về touchpad của máy thì nhờ vào việc tích hợp cả chuột trái lẫn chuột phải nên diện tích của touchpad sẽ rộng hơn, giúp cho thoải mái để di chuyển. Mình cũng không định nói về phần đáy máy nhưng mà nó lại tạo cho mình một sự ấn tượng, bởi vì có một chữ Inspiron được in chìm, cùng với đó là bộ loa. Theo những chiếc máy trước của Dell thì mình được thiết kế loa ở dưới, mình cảm thấy nghe không là sướng tai, nhưng ở Dell 7566 loa của nó cho mình âm thanh ổn và sống động khi nghe. Bên phải của máy thì có một cổng LAN, một cổng HDMI, hai cổng USB và một jack cắm tai nghe. Còn bên trái của máy có một cổng cắm nguồn, một cổng USB và một cổng cắm thẻ SD. Đến phần này mới quan trọng nè, máy được sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i7 6700HQ, xung nhịp 2.6GHz, hỗ trợ nâng cấp lên 3.5GHz, còn RAM là 8GB. Hộ với hai khe cắm RAM thì người dùng có thể nâng cấp tối đa lên 32GB. Cùng với đó là bộ đôi ổ cứng SSD 256GB và ổ cứng HDD 1T, card đồ họa rời Nvidia GTX 960M 4GB. Khi mình dùng chiếc máy thì cảm giác máy rất nhanh và nhạy. Dell 7566 sở hữu màn hình 4K cùng với kích thước 15.6 inch, đem lại cho người dùng những hình ảnh chân thực. Khi mình xem ảnh hay là video thì cảm giác máy hiển thị hình ảnh rất là mượt mà và đã mắt. Đặc biệt nhờ vào tấm nền IPS giúp chúng ta có thể sử dụng máy trong thời gian dài mà không bị mỏi mắt, hay là nhìn vào hình ảnh ở những góc độ khác nhau thì cũng không bị lóa. Với dung lượng pin 6 cell thì thời gian sử dụng lâu hơn và mình cảm giác rất là thoải mái khi được sử dụng máy. Với những bạn nam thì mình tin rằng đánh 5-6 trận liên minh mà vẫn không lo máy chưa hết pin. Những thông tin trên mình vừa đưa cho các bạn cảm thấy thế nào? Nếu còn bổ sung thêm cái gì các bạn hãy comment lên dưới để mình biết nhé. Nếu thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất từ mình.